Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua trong khuôn khổ của trận đấu cuối cùng của mùa giải hạng nhất quốc gia năm 2024, câu lạc bộ bóng đá Huế đã có một cuộc tiếp đón câu lạc bộ Hòa Bình trên sân Tự Do. Để tri ân người hâm mộ cổ đô Huế, ban tổ chức đã xả cổng miễn phí vé cho tất cả khán giả. Tuy nhiên, với người hâm mộ thì chiến thắng thuyết phục của đội nhà mới chính là món quà ý nghĩa nhất. Dù 4 giờ chiều trận đấu mới được diễn ra, nhưng khi thông tin ban tổ chức xả cổng tri ân người hâm mộ được công bố trên các phương tiện truyền thông thì từ đầu giờ chiều, người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả lâu năm, đã tranh thủ đến sân để có cho mình những chỗ ngồi ưng ý nhất. Trận đấu hàm mang mùa giải hạng nhất quốc gia tuy không mang nhiều ý nghĩa về mặt thành tích, nhưng đối với người hâm mộ, đây là thời điểm để khép lại một năm đồng hành cùng với đội bóng trong một mùa giải đầy khó khăn và biến động. Do đó, không chỉ khán giả đội nhà, nhiều cổ động viên của câu lạc bộ Hòa Bình cũng lặn lội hàng trăm cây số về với Huế để sát cánh cùng với đội bóng con cưng. 12 tiếng đi từ Hòa Bình vào Huế. Mà rất muốn mong muốn là hai đội đều có thành tích tốt mang về cho câu lạc bộ. Hôm nay tôi dắt con tôi đi coi, đây là trận đấu cuối cùng của đội câu lạc bộ Huế. Tôi mong muốn là hôm nay là đội câu lạc bộ Huế giành chiến thắng tri ân người hâm mộ. Mong muốn là mùa giải sau là Huế sẽ phát huy hơn nữa và phấn đấu để lên được giải chuyên nghiệp. Trần Vũ Ngọc Tài. Đáp lại tình cảm từ người hâm mộ, hai đội ra quân với tinh thần quyết tâm cao và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn. Ngay trong hiệp 1, phút thứ 23, từ một pha đánh biên của Huỳnh Thế Hiếu, tiền vệ Dương Anh Vũ đã xâm nhập vòng cấm để ghi bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu, đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Không dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, cầu thủ trẻ sinh năm 2005 Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục có pha cửa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0. Qua đó đình chiến thắng dành tặng người hâm mộ cổ đô Huế trong ngày hạ màn của mùa giải. Trận bóng cuối cùng của mùa giải và hiện tại là Huế đang dẫn câu lạc bộ Hòa Bình 2-0. Bầu không khí ở hiện tại ở trên khán đài rất là sôi động. Bản thân tôi cũng như người hâm mộ là rất là mong muốn là đội Huế càng ngày càng có cái lối đá tốt hơn, tấn công đẹp mắt hơn để thỏa mãn cho người hâm mộ đến xem và cổ vũ cho câu lạc bộ bóng đá Huế. Mình là một cổ động viên lớn tuổi nhưng mà cũng thường xuyên tham gia với hội cổ động viên và cổ vũ cho đội bóng trên sân nhà của chúng ta. Qua từng trận đấu thì có cải thiện hơn, trận sau thì nó có hay hơn trận trước. Sau trận đấu này thì mình cảm nghĩ là cầu thủ sẽ có cái nâng cao động lực hơn để là cho cái mùa giải tới thì chúng ta có cái kết quả tốt hơn được. Trong trận đấu này thì các cầu thủ đã thi đấu là rất tốt và đã ghi những bàn thắng rất đẹp để dành tặng cho khán giả và người hâm mộ trong ngày hôm nay. Với cái kết quả trận đấu ngày hôm nay thì cũng là mong muốn sang mùa giải này năm sau đội bóng của Huế sẽ thi đấu là tự tin, đặc biệt là những cầu thủ trẻ sang mùa giải mới sẽ đấu tốt và sẽ ghi những bàn thắng là giúp cho đội nhà có chiến thắng và tặng những bàn thắng đó cho là khán giả và những người hâm mộ luôn theo dõi và cổ vũ cho đội bóng. Kết thúc mùa giải hạng nhất quốc gia 2023-2024, câu lạc bộ bóng đá Huế với 30 điểm xếp vị trí thứ tư trên tổng số 12 đội bóng. Mục tiêu thăng hạng lên sân chơi V-League sẽ còn là một chặng đường dài. Tuy nhiên, với tình yêu nhiệt thành từ người hâm mộ cùng với dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, với những cái tên như Nguyễn Lương Tuấn Khải, Vi Đình Thường, Dương Anh Vũ, cây sang bàn Hồ Thanh Minh, Huế hoàn toàn có thể tiến xa ở những mùa giải tiếp theo.